quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Ông cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu. Thời gian tới thì cháu Lực sẽ bạn trình là hai kênh với nhau, là kết hợp lại để cất lên cho em Hải, em Sử lại ông một cái ngôi nhà mới hơn cô bác. Và hôm nay thì cháu Lực sẽ đi vào thăm anh gia đình của anh trưởng thôn một chút cô bác. Thứ nhất thì vào thăm gia đình của anh trưởng thôn, và thứ hai thì có một chút công việc là liên quan đến tới nhà của ba ông cháu. Nhà cháu Lực muốn lên là hỏi ý kiến của anh trưởng thôn và thông qua anh như một chút là để hỏi anh thì cái chỗ đất mà cháu Lực hôm nọ cháu Lực ghi hình lên cô bác thì có thể là làm nhà không. Hôm nọ thì cháu Lực với bạn Trình là cũng ra xá rồi và cũng được sự đồng ý của các bác ở xá, và các bác thì cũng có hẹn với cháu Lực với lại bạn Trình là chiều hôm ngày kia thì là sẽ cùng cháu Lực với lại bạn Trình là sẽ lên trên của nhà ba ông cháu một chút. Tại vì cháu Lực muốn là cho các anh các bác ở xá lên cùng cháu Lực để xác thực với cháu Lực và xác thực với tất cả quý cô bác là cũng biết là cái miếng đất này là của nhà các em và không có dính để được cái vấn đề mà tranh chấp một chút nào. Và hôm nay thì cháu Lực lên trên nhà của anh trưởng thôn thì cháu Lực cũng có mua cho anh ấy, cho gia đình của anh ấy, các cháu ở nhà anh một chút là bánh kẹo. Còn về cái phần bánh kẹo này thì là chị Trần Đỗ Giáng My, chị có gửi tiền cho cháu Lực và đi làm những cái chương trình thì trao 80 suất phần quà này, và đi mua quần áo cho em Cương này, xong là mua quần áo cho em Quân này, thì hiện tại là số tiền đấy còn dư là hơn là 100.000. Thì cháu Lực có xin chị là lên, cháu Lực có xin chị là mua bánh kẹo cho các cháu, và hôm nay thì cháu Lực có trích cái tiền của chị Trần Đỗ Giáng My ra là để mua bánh kẹo cho các cháu của nhà anh trưởng thôn một chút. Anh trưởng thôn này thì cháu Lực cũng với anh thì cũng đã biết lâu rồi, nhưng mà cháu Lực cũng chưa có cơ duyên nào đi vào nhà của anh. Thì hôm nay thì có cơ duyên thì cháu Lực sẽ đi vào nhà của anh ấy một chút cô bác. Hôm nay thì hai anh em đi từ trên nhà của em Sử xuống cô bác. Nhà của anh trưởng thôn thì hiện tại là vẫn chưa có đổ bê tông đâu cô bác. Đổ một cái, đi một cái đường đất mà men men xuống thế này thôi. Cháu Sử chào quý anh bà, cô chú, anh chị. Rồi, như cái bộ quần áo Sử đang mặc là hình như là của bác An Phạm gửi cho đúng không? Đấy, gửi từ rất là xa luôn cô bác, gửi từ biên Mỹ sang. Các em thì có thích những cái món quà mà bà An Phạm gửi cho không? Có à? Thế bây giờ hai anh em mình đi nhà anh nhà trưởng thôn một chút nhá. Đây là cái nhà của anh trưởng thôn này cô bác. Nhà anh chỉ cũng được là anh ấy lấy củi về rất là nhiều luôn, có cả cái máy cày luôn. Ui, chó anh. Đấy, em chào anh nhá. Đây là các cháu nhà anh à? Đi vào đây chú cho kẹo nào. Anh chú cho bánh nào. Anh thì hôm nay có đi đâu làm gì không anh? Hôm nay chú táo một quá, hôm qua anh đi tập vốn. Hôm qua anh đi tập vốn à? Đây vào nhà anh không? Vâng. Thế rồi. Như thế là đẹp rồi anh. Nhà anh trưởng thôn thì rất là năng và gọn gàng luôn cô bác. Cho kẹo nào. Ra đây. Nó thằng à? Nó này nó thằng à? Đâu? Anh trả đâu ấy? Anh trả đâu? Ra đây. Ngại. Đây đây nào. Nó thằng. Không được ngại chứ nha. Đấy, đây này, chú cho bim bim này, cho cả bánh này, thạch này để chia nhau nhá. Đấy, mỗi người một gói, mỗi người một gói nhá. Đấy, đây thì có cả thạch này. Đấy, chia nhá. Rồi, đây, đây, chú chia luôn này. Xong xanh đi. Cảm ơn đấy. Anh thì cả bốn đứa đấy hết à? Vâng. Đây này, ra đây. Anh trai ra đây. Đây tức là con rồi, thứ hai đúng không? Đây là anh cả. Vâng. Ôi, anh cả thì có vẻ mặt sáng sủa anh nhờ, giống anh nhá. Đây, đây xong rồi chia em nhá. Đấy, bim bim chia cả các em nhá. Các cháu thì đứa cả anh nhờ lúc mấy rồi? Năm lớp 4. Năm lớp 4 à? Năm lớp 3. Lớp 3. Anh có hai trai hai gái à?
Chị nhà đi đâu rồi anh? Em đi làm. Đi làm à? Vâng. Anh thì vẫn còn ở với ông với bà chứ anh? Anh ở riêng lâu rồi. Anh ở riêng à? Vâng. Đó. Biết là nhà của Sử không anh? Có mà. Có à? Vâng. Nhà Sử thì có thuộc dạng hộ nghèo trên đây không anh? Thuộc hộ nghèo của thôn. Thuộc hộ nghèo thôn à? Vâng. Như trước kia bọn em lên chia sẻ thì cũng có tìm hiểu là nhà các em thì là gọi là vào hộ nghèo rồi, nhưng mà gọi là chỉ giúp được các em một phần thôi, và bây giờ thì cũng có rất là nhiều mạnh thường quân ấy, thì là muốn giúp các em là xây một cái ngôi nhà. Thì bây giờ số tiền đấy thì cũng gọi là bây giờ thì em với lại hai kênh là kết hợp với nhau để xây. Hôm nọ thì em cũng có ra bên xã rồi gặp anh phó bí thư ấy, phó chủ tịch anh ạ. Dạ vâng, gặp anh Minh phó chủ tịch ấy. Thì là hôm đấy thì các anh đang bận thì là không có lên được. Thì hôm nay thì em muốn là ra với anh, là thứ nhất là thăm gia đình anh, và thứ hai thì cũng là muốn nhờ anh là cùng em lên trên cái chỗ nhà em Sử một chuyến. Bây giờ mùa này đang là mùa mưa thì có thể vận chuyển vật liệu nó chưa hơi khó anh nhỉ? Khó, mùa này mình sửa xong nó lại mưa là chưa nó lại không đi hết. Vâng. Khó. Như này thì nếu mà thời gian tới mà nắng một hai hôm thì lấy vật liệu vào thì em nói với anh thì anh có thể là vận động thôn thì ra hộ tầm một ngày được không anh? Sửa vật liệu đi. Vâng. Mình lấy vận động sang bà con trong được. Dạ vâng. Vận động bà con hộ Hải với Sử là một hai hôm. Hôm nọ thì em cũng có nói với anh phó chủ tịch rồi thì anh ấy cũng có bảo là cái vấn đề đấy thì các anh sẽ nói chuyện với lại anh rồi thì sẽ vận động bà con là ra hộ một hai hôm. Bây giờ thì cái đường đấy nó không có ô tô được đến tận nhà. Khó. Nhưng mà cái đường đấy thì em thấy có chỗ thì rộng, có chỗ thì lại hẹp thì là như nào anh? Không sửa. Không sửa. Bây sửa thì tạo mới có không làm việc, bởi vì trước nên ông đó cái đường điểm kia thì nó lằng bên trên đường thì mở, cho có chỗ không mở được. À. Và có nghĩa là cột điện ở trên thì thành ra là không dám mở đúng không? Đúng. Nhưng mà bây giờ mà mở thì phải di chuyển cái cột điện đấy ra chỗ khác đấy. Thì mới đào được. Nó khổ đấy, chưa thiết kế thì nó không thiết kế thì kế một cột bên trên một cột bên dưới thì khó mở cái đường. Như anh là anh cho em hỏi là anh tên gì ấy? Anh tên Pà. Tên Pà. Vâng. Anh là một anh Pà là trưởng thôn ở thôn của em Hải với em Sử bây giờ các bác. Thì là cháu muốn là ghi hình lại là thứ nhất là vào thăm gia đình trưởng thôn, và thứ hai thì cũng muốn thông qua với anh trưởng thôn là hiện tại là cháu Lực với bạn Trình là hai kênh mà cùng kết hợp để giúp đỡ cho ra giúp đỡ cho hoàn cảnh em Hải với em Sử với lại ông. Ở thôn này thì mình có đông hộ khẩu không anh? Hộ 48 hộ. 48 hộ à? 48 hộ thì vẫn còn ít thôi nhỉ? Vâng. Từ cái đoạn đường trên nhà anh xuống này chưa có đổ bê tông hả anh? Chưa. Đoạn đường đất thôi nhỉ? Ở khu này thì có mấy hộ đang ở đây anh? Khu đấy thì dưới này có 2 hộ. Bên kia có 3 hộ. Khu nhà anh đấy? Vâng. Khu nhà anh có 2 hộ rồi à? Vâng. Có mấy nhà anh với lại một nhà ở dưới này thôi anh? Vâng. Nhà ông bà đây. Nhà bên dưới thì nó đi được bên dưới rồi. Là đi đường bên dưới à? Vâng. Thế cái đường trên kia này xuống là dành riêng cho đường nhà anh à? Có một đường đi hai hộ trên kia và hai hộ trên kia trên bên trên nhà anh. Vâng. Thế là cháu của anh, con cháu này thì học thì mấy đứa ở nội trú hay là sẽ là ở thế là học không lại về anh? Thôi là bán chú thôi. Thôi ở bán chú đấy à? Vâng. Thế thì một tuần lại mới về một lần thôi nhỉ? Một tuần thì mới về một lần. Là tại vì cô bác là do là đường xa cho nên là anh là muốn cho các cháu lại ở trong trường luôn để các thầy cô giáo là kèm học nó sẽ ký hơn đúng không anh? Về nhà thì anh vẫn kèm cặp thôi, nhưng mà do là cái đường mà đi lại nó khó khăn nên nhỉ? Khó khăn xa. Nếu mà hôm nào trời nắng mà không có mưa thì cũng sao, mà hôm nào mà trời mà mưa thì đi khó. Đi khó. Rất là đến mùa đông mới ngả trên mình nhá. Vâng. Trên này mùa đông thì lạnh lắm anh nhá. Lạnh. Ông bà nhà anh là ở bên kia anh? Vâng, ông bà bên kia. Ông bà năm nay vẫn khỏe đấy. Vẫn khỏe mà.
Ông bà anh thì năm nay hiện tại là được bao nhiêu tuổi đấy? 50 mấy tuổi, hơn 50. Được hơn 50 rồi à? Vâng. Ồ, thế vẫn còn trẻ, vẫn còn bằng bố mẹ em thôi. Bằng bố mẹ em mà bây giờ đã có anh lớn rồi này rồi thì có các cháu ở đây đủ các cháu rồi. Chưa thì ông bà lấy chồng, lấy vợ lấy chồng sớm hơn chứ. Trước là ông, trước là anh tự lấy hay là ông bà ấy lấy không? Tự lấy thôi, tao bảo anh tự lấy thôi. À, tự lấy rồi à? Vâng. Ở số với em thì hay là được các bác người ta đi đặt lấy trước anh ạ. Xong thì bao giờ đủ tuổi nó mà hợp thì lại cưới. Nhưng bây giờ cũng xóa bỏ dần rồi, tao bảo em. Dạ. Lúc của em cũng xóa bỏ dần rồi đúng không? Vâng, bây giờ thì cũng xóa bỏ dần rồi anh ạ. Thì hay lấy thôi. Dạ vâng. Cũng phải phải cho có lâu thì lớn lên có kinh nghiệm. Vâng. Bỏ nhau đúng không? Vâng. Ngôi nhà của anh trưởng thôn thì rộng hơn nhà của em xử một chút cô bác. Và những cái đồ đạc thì được anh sắp xếp rất là gọn gàng luôn. Ôi cái tivi này chắc là từ ngày xưa rồi mai. Vâng, hết rồi, hỏng hết rồi. Ôi cái tivi này thì khá là lâu rồi cô bác. Tivi một cái tivi nhỏ nhỏ này. Tivi này được mua từ bao nhiêu năm rồi anh? Hơn chục năm rồi. Hơn chục năm rồi? Vâng. Ồ, tivi này được mua hơn chục năm rồi cô bác. Ở trên này thì có vẻ là nhà trưởng thôn thì mới mua được cái tivi như thế thôi. Nhà anh, đây là những bao thóc của anh. Ôi nhà anh thì còn rất là nhiều ấy ạ. Hôm nay thì đội là tầm mười mấy bao anh ạ. Đây là cái giấy khen mà anh trưởng thôn anh ấy nhận được này cô bác này. Này đã có thành tích xuất sắc ở trong năm 2023. Cái túi này là túi của người đồng bào dân tộc mình hả anh? Vâng. Được đính những cái hạt nhựa này cô bác này, rất là đẹp luôn. Đây là chị làm hay là anh đi mua anh? Chị khá làm thôi. Chị khá làm à? Vâng. Ôi chị cũng biết tay nghề đẹp phết anh nhờ. Thế một tí nữa thì anh cùng em lên trên một chút anh nhé. Vâng. À, một tí nữa thì cháu Đức sẽ cùng anh trưởng thôn là lên trên nhà của em xử một chút cô bác. Và bây giờ thì khúc này thì cháu Đức sẽ không có ghi hình nữa. Tí nữa đến nhà của các em thì cháu Đức sẽ tiếp tục là ghi hình cho tất cả quý cô bác là cũng biết là anh trưởng thôn thì nắm rõ tất cả những cái hoàn cảnh mà ở trên thôn của anh là cô bác, cho nên là anh ấy nắm rất là rõ. Vâng, cái đường này phải đào được chỗ này thành ra là nước nó mới chảy đi xuống dưới anh nhỉ. Bây giờ thành ra là nó chỗ này, chỗ cái đoạn đường này nó thấp hơn thành ra nó cứ chảy lên, thành ra nó xói mòn luôn rồi. Đây vừa rồi thì cháu Lực cũng với anh trưởng thôn cũng đã di chuyển từ trên nhà của anh ấy lên, chuẩn bị lên tới nhà của các em rồi. Ở trên vùng cao này, ở trên bản này thì hay có cái vụ nào mà bị tranh chấp đất không anh? Trên này không có. Trên này là hầu như là không có à? Vâng. Còn là cũng có khách có bìa riêng ở đấy. À vâng, gọi là khách có bìa đỏ hết rồi đúng không anh? Hôm nay thì lên đến nhà của anh trưởng thôn và cũng được anh rất là nhiệt tình và cùng lên đến nơi luôn cô bác. Anh sửa thì vừa rồi thì đi vào gọi anh trước rồi. Ô thanh niên này đang sửa đường à? Vâng. Đấy, cái chỗ mà em bảo là muốn làm nhà cho các em thì là đây này. Vâng. Ông ấy đâu rồi sửa? Ông chưa về, ông chưa lên à? Chú kia là đào cái gì đấy sử? Cuốc cái củ củ rong này, củ này cuốc cái củ rong này về để cho lượn là đào củ rong lên. Như ở dưới nhà các em kia thì chỗ đoạn kia không có mạng anh ạ. Ôi dây điện sao lại thả thấp thế sử? Tuột ra rồi. Cái chỗ cái nguồn nước này thì nếu mà chảy quanh năm thì tốt rồi anh ạ. Nhưng mà chỉ chảy đến mấy tháng thôi nhỉ. Tháng hết cái mùa. Vâng. Một tí nữa đợi ông lên thì mới hỏi ông thì mới biết rõ thêm một chút cô bác. Hải thì cũng đã lên đây rồi.
chỗ đất này ông với lại Hải với Sử thì cũng có bảo là đất của các em rồi, cũng có bị đổ đồng hoàng rồi. Cái chỗ này anh, chỗ này là phải kè, nhưng mà nếu mà đào từ trên, đào từ trên này xuống thì chỗ này nó là đất cứng rồi. Đấy, chiều ngày kia mà các bác xá lên thì anh cùng em lên thêm một chuyến anh nhá. Cháu Hải xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Rồi. Có chỗ thì dưới kia thì nó lại ruộng. Vâng, dưới kia. Nếu mà bây giờ mà đất ruộng thì là bên sáng này không có cho làm đúng không anh? Còn là cái chỗ này thì không phải cho làm, nhưng mà phải đi làm thủ tục. Đi làm thủ tục à? Làm nhà. À vâng. Thế còn là như bây giờ mình làm cái đất này không phải đất ruộng thì mình có phải đi làm không? Nếu mà trước nếu mà bảo là chưa làm cái mình nhà thì vẫn cứ làm cái việc cho nhiều. Vâng. Được. Chỗ này gọi là đất vườn đúng không? Còn là đất ruộng thì nếu mà mình làm thì mình phải đi làm giấy tờ nhiều thì mình. Vâng. Khó. Tại vì là. Vâng, tại vì là bên xã cũng muốn cho mình là ở chỗ nào mà sau này sợ mà không bị sạt lở đấy. Đấy. Sau này mà làm mà trong đêm mà đang ngủ hay là như thế nào bị sạt lở thì điều đấy cũng khổ. Thứ nhất là khổ gia đình này, thứ hai thì cũng ảnh hưởng đến chắc là do bên xá nữa chứ anh nhỉ. Đấy. Như chỗ này thì ông có bị đỏ hết chứ anh? Cái này phải ông nói. Em làm cái tấm màn bình đỏ hết thôi à? À chứ. Trước khi cái làm thì có rồi. Năm nay mới bắt đầu đo lại hết. À trước kia thì vẫn làm nhưng năm nay lại tiếp tục là đo lại à? Năm nay nó đo tiếp tục đo dọn dính dưới các ruộng đất. Thế như bây giờ nếu mà đo nó đo lại thì ông thì cũng đã đến tuổi rồi thì như Hải như Sử thì có đứng tên không anh? Thế này nếu mà đến tên thì sao nó phải xuống xá cắt lại làm lại. Làm lại à? Làm lại sơ mới được tên phải gặp Hải Sử được. Vâng. Thì xá họ cắt cái giấy mà mới chính. Vâng, chính cho khác làm cho mình hết đúng không? Làm cho mình làm. Vâng. Hôm nay thì cháu Lực cũng cùng anh thôn lên và anh thì cũng có nói với cháu Lực là cái chỗ đất này là đất của nhà ba ông cháu rồi, không có tranh chấp thêm ai nữa. Và đến chiều hôm ngày kia thì cháu Lực với bạn Trình là sẽ cùng lên thêm một chuyến nữa. Chiều ngày kia thì có các anh ở bên xá nữa là cùng cháu Lực để lên. Cái chỗ này thì hơn cũng khá là rộng với anh nhỉ. Chỗ này thì đủ đó. Làm cả nhà này, cả trường trại cho các em luôn. Nhưng mà ở dưới này thì còn có sóng, nhưng mà đi hướng kia thì không có sóng điện thoại luôn anh ạ. Đúng rồi, yếu. Vâng. Không biết trên này có chỗ nó cũng có rồi mà. Vâng. Không có. Như chỗ đoạn này anh kia thì sóng thì điện thoại đi vẫn thoải mái chứ anh? Vâng, điện thoại thoải mái. Đó là sóng tà. Sóng tà? Vâng. Vâng, dưới nhà anh là bắt mạng mắm sóng tà thôi. Không bắt được xá. À vâng. Tà. Vâng. Đuổi. À vâng. Như hôm nọ mua cho Hải cho Sử một cái điện thoại ấy. À, lúc mà các em đi ra bên Trung Châu ấy thì là bắt được, nhưng mà đến nhà thì lại không gọi được nữa. Còn bắt mạng đây thì bắt xuống đây vẫn bắt xuống từ tà. Vâng. Cái này là đắp ở xã khác rồi đúng không? Đi đường khác đắp tà. Còn như anh thì cho em hỏi các bạn ông đây luôn thì là ở trên người đồng bào mình thì có kiêng về cái ngày tháng mà tháng 7 không anh? Không kiêng. Không kiêng à? Vâng. Thế là mình cứ chọn là ngày nào được thì mình có thể là đào nền được đúng không anh? Nếu tìm mình tính đào không làm đào mà tìm đó thì mình đào. À. Như này không phải xem à? Nhưng mà nếu mà đặt móng này thì mình phải xem nhá anh. Đó, nhưng đầu trên này không ai xem mấy. Người đồng bào mình thì hay là không có xem phong thủy đúng không? Hôm nọ em hỏi Hải, hỏi Sử thì Sử bảo là tháng này thì cũng không có muốn làm mấy. Em cứ tưởng là thật. Chắc là do em cũng gọi là cũng không biết là theo cái phong tục của đồng bào của mình là mấy anh nhỉ?
nhưng có một số hộ thì vẫn chăm cho nhà, cái nhà này tốt thì là nhà này cũng được. Thế bây giờ nếu mà bọn em mà tiến hành làm thì sẽ vẫn phải xem anh nhé, phải ông xem gì? Vâng. Là đúng thế, tất cả hoàn dân này cần chọn bằng văn đấy không? Em muốn xoàng nó. Xoàng nó? Vàng đi, vàng đi. Có gì, có vàng đi. Không văn ra cái đây chứ? Vàng đi cái này. Ông thì cũng vừa bảo với cháu Lực là ngày nào thì cũng làm được thôi. Chắc là phần nền này thì là sẽ đào trước này. Bây giờ thì chắc là đi xuống nhà của các em một chút. Bây giờ thì xuống nhà Hải với Sửu uống nước một chút anh nhỉ. Xong rồi thì mình về. Bây giờ thì đi xuống nhà của các em một chút nữa cô bác. Cái nguồn nước này khá là to đây. Thì nó được cái sau có được không phải nhờ cháy hay này nào hả cháy à anh để đẹp ta đi cháy như thì cứ cháy như thế này ở bên này về sang khâu này bên này như thế này khâu bên này như thế này cháy này khâu này nổ khâu này nổ nam cái gì mà mình tạo được vậy bên này à nam máy cháy được tao đây hả chỉ con cháy được tao máy xúc màu bắn nào này ạ tấm nọ này từng này nhưng mà nó chỉ chảy được mấy tháng này đúng không ạ? Phun lên mất gì luôn này. Phun mang chút hàng. Nhưng mà lúc đó mình đắp lại bên em, đừng có ít lạc nữa. Đi tổng mồm của nó đây, sao không sẽ như là mệt nữa. Có cái gì của cái mà nó này. Vì ra thì sao cái gì mà sao nó chả lên. Chẳng bị nhìn nó lên. Nó hơi thật thôi, sao nó thấy được nhau hả? Cái gì thì cũng không thích thế, chắc là ít thân cũng là sao cũng thích thế. Ồ. Cái chỗ mà này mà nếu mà đào nó cũng không có nhiều đất để mà đào nữa anh nhỉ, nó cũng có một là nó thật phải đúng không, nếu mà nó dốc lên thì mới đào mới mệt nữa. Nhà anh ở dưới kia nếu mà vận chuyển vật liệu thì cũng vào không khó đấy nhỉ anh nhỉ, có nhiều người vận chuyển. Vâng, đây thì có mấy cái đoạn mà nó vừa đi thì nó đã bị sạt xuống rồi. Ở trên vùng cao mình thì hay bị sạt lở, còn ở dưới xuôi thì mùa này thì lại hay lũ lụt. Mỗi vùng miền nó có một cái cơn bão riêng. Đợt núi của nó phải sạt lở nhiều. Vâng. Mưa to. Vâng. Thất xuống lại lũ lụt luôn. Vâng. Như thế được không cho nhau. Cái nồng tốt hết rồi. Anh trưởng thôn thì hôm nay cũng rất là nhiệt tình luôn các bác, lên với cháu là cùng để xem cái chỗ đất cho ba ông cháu này các bác. Anh thì cũng có chia sẻ và làm cái chỗ này thì rất là đẹp cho các em rồi. Ở ngoài kia trước kia thì cũng có cô bác là muốn bảo với cháu Lực là đi ra bên kia để tìm đất mà mua, nhưng mà thật sự các bác ở bên kia thì không qua để bán. Hải thì có muốn làm nhà đây không? Có ạ. Có à? Được. Nhưng Hải thì có phải ở trong quân đội chú không? Không ạ. Hay là phải về ạ? Không. Trước vẫn có bán chú mà mấy ông thích nghỉ về đấy, thích đi về. À, có nghĩa là thích về à? Thích về. Chắc không ở đấy luôn, không đến cuối tuần về một lần. Các anh xử đỡ phải đón nhiều. Chắc là dưới đấy đông người có không muốn ở với anh nhờ? Trên này mới có, sáng này mới có từ năm đó anh đăng ký còn có nhà anh những người còn lại các năm kia là không ai nghỉ hết, hết. Trước em mà đi học thì em ở từ lớp 4 đến tận lớp 9. Như ở đây đi về nó mà mùa mưa này đi vất vả vâng. Nhưng mà bảo mình không chịu một bố mẹ không cho vâng. Người cho những người đi được.
Trong thời gian tới thì cháu Lực sẽ cùng là bạn Trình là hai anh em kết hợp lại với nhau là làm ngôi nhà cho ba ông cháu là càng sớm là tốt, tại vì là thưa cô bác là sắp đến mùa đông rồi, và ở đây thì được tất cả quý cô bác Mạnh Thường Quân tin tưởng cho cháu Lực và gửi những cái tấm lòng vàng của cô bác gửi tới cho cháu Lực, là cháu Lực sẽ tiến hành vào là làm luôn, chứ để tránh tình trạng mà cầm cái số tiền của các bác rất là lâu, thành ra là có những cái trường hợp sẽ không có hiểu và lên canh và có thể là có khi là còn điện cho cháu Lực và nói những cái câu mà nó không hay, thì cháu Lực sẽ không có muốn cái điều này nó xảy ra với cháu Lực. Cái con đường mà thiện nguyện như này thì mình làm cái gì nó cũng phải là chính xác, thì sau này mình sẽ không có tai tiếng gì và cái kênh của mình thì sẽ ngày một phát triển hơn và có thể là đi giúp đỡ được là nhiều loan cảnh còn ở trên vùng cao này cô bác. Ngay thì cái gì cũng mà cái làm cái gì thì cũng phải thông qua xã, thông qua thôn, thì có cái gì thì bên xã bên thôn thì mới hỗ trợ được cháu Lực cùng với bạn Trình là để giúp đỡ cho ba ông cháu, ví dụ như máy nước phần đào nền này có thể là nhờ thôn ra là hộ tầm 1-2 ngày gì đó, còn là việc còn lại nếu mà làm mà không có hết nữa thì bắt đầu tính đến là việc là lấy thuê bà con ở thôn bản này là để đào cái nền cho các em trước. Nhưng mà cái chỗ này thì nó cũng không có dốc mấy đâu cô bác, chẳng qua là nó hơi xa cái đoạn đường lớn thêm một chút thôi, thành ra là cái việc vận chuyển vật liệu nó sẽ hơi khó khăn một chút. Trên này thì có bao nhiêu hộ dân anh? Thế là khu này cũng có khá đông như nhỉ? Chẳng qua là bây giờ nó như kiểu là cái ruộng bậc thang ấy, nhìn nhà nó hơi khó tí. Nếu mà ở trên cái cao ấy nhìn xuống thì nhà thì lúc gần nhau luôn rồi. Trên này có hai hộ, thích trên cái ruộng trên này là có 4 hộ. Vâng. Không có cái cùng mấy hộ bên đây. Vâng. Còn khu này chỉ có 3 hộ. Cái gần nhà Hải và Sử, nếu mà làm ở khu này thì cũng khó, khá là đông bà con rồi. Cái này thì có 4-5 nhà rồi. Nhà anh thì có trồng cái miến rong này nhiều không? Mấy năm nay có ít thịt lợn. Thịt chăn lợn nữa à? Nó cũng có bếch, trên này nó chỉ là bếch chắc, nó cũng to nữa. À, bếch củ nó không được to đúng không? Đấy. Nó chỉ cầm đất ồn, đất tốt. Vâng. Đường là to. Này à, miến rong này người ta cũng làm để bán luôn thôi. Trước là hiệu thu mua mà. Trước thu mua anh? À, trước là trước đây cũng được là bên xã là hỗ trợ là trồng miến rồng à? Vâng, hỗ trợ cho mặt ngoài đang cứ trồng. À. Để cái trồng cái này thì để cái trồng được nhé. Vâng. Trồng ngô để mất, trồng cái này mất kia đất đi đây. Vâng, thế nên là bà con ở trên này là muốn trồng ngô nhiều hơn nhỉ? Vâng. Trăm mấy người làm lợn chín. Vâng. Và tăng chị thì còn làm lợn nữa ăn đấy chứ, đúng không? Vâng. Cái này thì mình sao cho lợn nó. Vâng. Mình không biết chế biến à. Vâng. Cái này thì chế biến thì ăn nó như cái kiểu là đậu phụ đấy. Chế biến như kiểu đậu phụ đấy nhờ. Đấy, nó còn mềm hơn cả đậu phụ nữa. Và cái thức phim hôm nay thì cháu Lực xin được chia sẻ tới đây thưa cô bác. Và bây giờ thì sẽ cùng anh trưởng thôn là cùng các em nữa đi xuống nhà của các em một chút. Vừa rồi thì ông cũng có chia sẻ với cháu Lực là nếu mà chọn ngày đào thì cũng được và không cần chọn thì cũng được. Còn như cái phần nền này thì sẽ đào trước đi cũng được, đào trước đi. Còn là nếu mà hôm nào mà đặt móng thì hôm đấy có thể là cháu Lực sẽ chọn cái ngày nào mà đẹp thì sẽ để đặt cho các em. Và chỗ nhà em Sử thì hầu như là không có kiêng kỵ gì về cái ngày đâu cô bác. Nhưng mà cháu Lực cũng muốn là chọn ngày đẹp để đặt phần nền móng cho các em trước. À, hôm nay thì cháu Lực cũng có nhờ anh trưởng thôn ra cùng cháu Lực một hôm. Thì đến chiều ngày kia thì anh lại cùng với cháu Lực là cùng bên xá cùng với bạn Trình
là sẽ vào thêm một hôm nữa cô bác nhé. À, bây giờ thì cái thức phim cháu Lực xin được chia sẻ tới đây cô bác. Hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Cháu xin chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú anh chị.